Years ago, it was a horrible thing. Tổng thống Trump hiện giờ là 1 giờ trưa giờ Cali, là 4 giờ chiều ngày 1 tháng 5 ở Washington, đang nói chuyện tại văn phòng của ngài, tòa Bạch Ốc. Đây là Oval Office. Absolutely, and I'm reminded of Ambassador Burks and all of her work in this field as well. And we've worked, the colleagues at Gilead have collaborated for years, both in the developed and the developing world on HIV. I mean, it's really astonishing. This is one of the reasons why when I joined Gilead a while ago, the reason I joined is because of this progress. So you remember, of course, back when HIV was a death sentence. And now, thanks to the scientists at Gilead and elsewhere, we've turned this into a really chronic disease and also a preventable disease. And I want to give special thanks to the administration for the work on the HIV prevention and PrEP program that we're working now in many particularly disadvantaged parts of our country to get more patients on prevention, because the best way, of course, to stop and to end this epidemic is a combination of treatment and prevention. And hepatitis C, I'm really happy to say that the scientists came up with a cure some years ago. We've made tremendous progress, and including some really creative new arrangements in the United States, like with the state of Louisiana, where we've looked at ways to look at programs to make sure that every patient in a state is able to get the opportunity to be cured. So I'm very proud that we have this kind of science, but also that we put this science in a way that gets access to patients. Thông tin vui từ một nhà sản xuất thuốc đến ngày hôm nay để mà tường trình tình trạng mà trị liệu mới cho COVID. Chúng ta hãy lắng nghe phần trình bày của bên nhà sản xuất lợi thuốc đặc biệt này. And where would you put corona in that level of complexity? Well, I think we're still, it's early days on coronavirus. I think this is the first step today. And I think what we'll see, and it may be like with other viruses that we've seen, that with this base step, with an antiviral like remdesivir, that the way to actually even get better results is to add medicines on top of an antiviral. That was really how we were able to get HIV to a chronic illness by combination therapy. So this is the beginning. There's a lot of great companies out there that are working on this, that we're collaborating with, my colleagues in the industry, and we're all working together to do everything we can. Well, it's very exciting. And just seeing what Sudan's making and the company a very major contribution towards helping people, so we very much appreciate that. I mean, I'm talking about a monetary contribution as well as, more importantly, what you're doing scientifically, so we appreciate it very much. Doctor, would you say a few words? The FDA has been moving things along at a level that they've never done before, and I appreciate it, Dr. Han. Ông mời Dr. Han nói về cái vấn đề thông tin về cái loại thuốc này. Đây là đại diện ở bên FDA, là Cục Kiểm Duyệt Thực và Y của Hoa Kỳ. Họ đã chuẩn duyệt cái loại thuốc remdesivir này, là cái loại mà chúng ta nghe nói rằng đầu tiên là năm 2008 nó được ra đời để mà điều trị Ebola. Nhưng ở trong cái thuốc này nó có một cái tác hiệu mạnh là nó ngăn ngừa được cái chất dinh dưỡng từ cái virus corona để mà nó phát triển và nó xâm nhập và nó lây lan và nó tấn công vào vấn đề phổi. Cho nên thành ra đã có nhiều bác sĩ sử dụng trị liệu, một trong những cái thuốc để điều trị cho lao. Và vừa rồi thì Hoa Kỳ đã sử dụng cho 1.000 bệnh nhân và cho thấy là 33% bệnh nhân đã hồi phục từ sử dụng cái thuốc này. Và cái quan trọng nữa là khi sử dụng cái thuốc này, 1.000 bệnh nhân đó đã không bị nhiễm nặng bởi con corona. Cho nên bác sĩ Fauci đã đề nghị là sử dụng, và ông đã tán thành sử dụng cái loại thuốc này như là một cái điều trị liệu, một cái món vừa, một cái vũ khí để chống COVID trong lúc mà chúng ta đang đào tạo ra thuốc vaccine. Và ngày hôm nay thì người ở trong công ty của công ty sản xuất Gila đã đến với lại tòa Bạch Ốc nói về cái loại thuốc này.
và cho biết là bên FDA của Hoa Kỳ đã chuẩn duyệt khẩn cho cái thuốc này để sử dụng ở diện rộng. Hôm nay thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của ông Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ, Human and Health Services, ông Alex Azar đứng bên phía tay trái của bà bác sĩ Deborah Birx, và bên tay phải là bác sĩ Han, là người đại diện ở bên FDA, là Cục Quản lý Dược, Y Dược của Hoa Kỳ. Y dược và thực phẩm, khi những cái gì mà tiêu thụ vào cơ thể là phải qua được cái sự chuẩn duyệt của FDA của Hoa Kỳ, cũng giống như trước đây Dũng nói. Khi chúng ta sản xuất thức ăn, thực phẩm hoặc là thuốc men phải có cái mộc của FDA, có nghĩa là đã được chuẩn duyệt về cái mức an toàn và cái giống như cái hiệu quả. Khi chúng ta nói cái hiệu quả của một cái món thuốc gì thì phải được sự kiểm chứng của FDA và luôn cả những cái phản ứng. Còn thường thường thực phẩm chức năng thì nó không nằm ở trong cái vấn đề mà cái diện là thuốc, cho nên nó không có cần tới cái mộc của FDA, mà nó coi như là tự duyệt, tự kiểm, chứ không phải là nằm trong cái duyệt kiểm của FDA. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. And maybe you could say something about that, Alex, because when nobody knows you could even do that, but we're looking to be AIDS-free within the United States within 8 years. We started it, frankly, it could have been started in the previous administration, and they decided not to. And I just Tổng thống đang nói về vấn đề là cho tới giờ này, gần 30 năm, mà bệnh AIDS thì chúng ta thấy là nó chỉ là một trong những cái vấn đề. Năm 80 mấy, trong thập niên 80 là chúng ta đã thấy là bệnh ấy nó đã bùng nổ lên, và cho tới giờ này chúng ta vẫn chưa có diệt trừ được AIDS. Thì công ty Gilead này là người sản xuất ra Remdesivir, cái tên của nó là Remdesivir, để mà trị Ebola, nhưng mà sau này thì bác sĩ đã dùng nó để trị bệnh lao, và bây giờ thì chúng ta thấy là nó cái công dụng của nó nữa là phòng chống cái sự kia là lây lan, sản sinh, phát triển của COVID trong cơ thể. Cho nên hôm nay trong cái buổi họp này là nhà sản xuất của cái loại thuốc này cũng đồng thời nói cho Tổng thống biết là họ cũng đang làm ra cái loại thuốc để mà diệt dứt điểm bệnh AIDS, là bệnh HIV, là bệnh SIDA. Can't give that virus to somebody else if you stay on therapy. And our amazing Ryan White program has an incredible over 80% success rate at getting people who are positive to be undetectable by being compliant with their drugs. And then if you're negative, but you have behaviors that put you at risk for getting HIV, you can take PrEP. You can take the product that with compliance keeps you 97% chance that you won't get the HIV disease also. And so the tools are there. It's about execution and blocking and tackling, and that's what the president's leading, and we've gotten the funding from Congress for this. So we really have this in our grasp, but the tools were there, but it took President Trump's call to action to make this a reality. My first year in office, I was being briefed. Ông Bộ trưởng Y tế, ông Alex Azar nói là những cái công cụ mà chúng ta tiến hành đây là đã có sẵn, nhưng mà từ trước tới giờ thì không có tiền của chính phủ để duyệt, để đưa vào. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ông đã làm được cái điều đó, là ông đổ tiền vào và ông chuẩn duyệt để cho tiến hành nhanh hơn cái tốc độ, cũng giống như là cái thuốc vaccine mà trị COVID. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng nghe bác sĩ Fauci đóng nó là có khả thi là đầu tháng 1 năm 2021 chúng ta sẽ có vaccine. Chúng ta đốt đi cái công đoạn nhờ vào cái số tiền mà Tổng thống đã phê duyệt để đưa vào, để đốt đi những cái công đoạn mà chúng ta cần thiết, hoặc là có những cái sắc lệnh mà Tổng thống duyệt để tăng tốc cái mức độ sản xuất và mức độ mà xét nghiệm của cái vaccine. And what do you think of the timing? Am I right when I say about 8 years? Well, we're always to actually control the pandemic, to make it controllable and smaller. That's absolutely possible. To eradicate it, obviously, we need a vaccine or a cure. There are groups working on that under your direction to really ensure. How is that coming? We make forward progress in vaccines, and then a little step backwards, and then forward progress. It's tough work, and the cure is tough work, but your scientists are working on it around the clock and around the world. Good.
Một lần nữa thì Dũng quan sát là Dũng thấy bà Deborah Birx có thể là cái sự điềm đạm bà hiểu của bà, thấy là bà đối thoại và bà làm việc rất tốt, tương tác rất tốt với lại Tổng thống. Những cái thông tin họ đang nói là về chi tiết của các loại thuốc, chẳng hạn như là tại sao cho tới giờ này mà chúng ta thấy như loại SAR và loại MERS có từ năm 2003 và 2008 mà cho tới giờ này vẫn chưa có thuốc vaccine. Có những cái loại virus là nó tự động nó biến đi trong một thời gian, nó không còn hoành hành nữa. Cho nên thành ra trước khi chúng ta có được cái thuốc vaccine thì chúng ta đã bỏ cuộc, có nghĩa là nó không còn quan trọng nữa, nó không còn ở cái mức nguy hiểm. Chẳng hạn như thuốc AIDS cũng vậy, bệnh AIDS thì chúng ta có được cái thuốc để kiểm soát nó. Sau khi đó thì chúng ta không tìm, không có phát triển để mà tìm dứt điểm. Thì đó là một trong những cái điều mà họ đang chia sẻ là lý do. Nhưng đối với COVID này thì là chúng ta đang có một cái cuộc chạy đua vận hành để mà tìm được cái thuốc vaccine để tìm diệt tận gốc nó. Còn cái thuốc bệnh AIDS thì giống như là bà Deborah Birx vừa mới nói là trong vòng 8 năm nữa chúng ta sẽ có cái thuốc để trị dứt điểm bệnh AIDS luôn, chứ không phải là chỉ kiểm soát để cho nó đừng lây lan. Và trước đây thì quý vị nghe nói những người nào bệnh AIDS là giống như là án tử, không có thuốc chữa. Bây giờ thì chúng ta biết là có nhiều người bị bệnh AIDS, bệnh SIDA đó, HIV đó, là vẫn còn sống, họ vẫn có thuốc để mà họ kiềm chế cái con virus nó. Nhưng bây giờ thì họ đang nói tới cái giai đoạn là sẽ trị dứt điểm nó luôn. Cần thêm thời gian, khoảng chừng 8 năm giống như Tổng thống nói, thì bà Deborah Birx có nói là có thể là trong cái giai đoạn đó. Hiện giờ vaccine đã có để trị, nhưng trị dứt điểm nó là một một cái thời gian nữa. Có nghĩa là bà có một cái vẻ là bà rất là không phải là nhún nhường, mà là bà biết cách để mà bắt nắm, có nghĩa là những thứ nào mà chúng ta nên vuốt mặt phải nể mũi. Thì đó là Dũng thấy là bà Deborah Birx rất là hợp ý với lại Tổng thống Donald Trump ở trong cái phần này. I would love to say we were that confident. We really weren't. But we saw the incredible human need, and we said, in the event that this is successful, we have to plan for success. And that's just the way that we operate. I'm proud to work for a company that takes those type of decisions. And how many doses are we getting from the standpoint of the country and the contribution? So we're particularly with the news around the fact that some patients, as Dr. Han mentioned, can benefit from only 5 days of treatment, which I think is a real benefit, by the way, for patients to get 5 days of IV, and if they're improving, to get out of the hospital. Great for them to get back to their loved ones. Great for reducing the burden on the healthcare system. And then that 1.5 million doses goes longer, right? So we're talking, you know, about hundreds, more than 100,000 treatment courses, which again, Họ đang nói cái thuốc hiện giờ họ đang chế biến là đang có khoảng chừng 1,5 triệu lượng thuốc cho 1,5 triệu nạn nhân trong vòng 5 ngày. Trước đây thì chúng ta nghe nói là những người nào bị COVID là nhập viện là rất là lâu lành. Thì bây giờ là ông nhà sản xuất có thể nói là trong vòng 5 ngày thì họ sẽ hồi phục và họ rời khỏi bệnh viện, và họ không trở thành gánh nặng cho bệnh viện. Cho nên thành ra là một cái điểm son rất là tốt. Và bây giờ là họ đang tăng tốc để sản xuất cho cái loại thuốc này. Và Tổng thống nói một chút nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Xin mời mọi người ra ngoài. Tổng thống đã nói là chúng ta gặp lại sau.